Xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục bài toán nha các bạn. Hôm nay mình nói về diện tích hình chữ nhật biết chiều dài và chiều rộng. Cái bước đầu tiên để tính diện tích hình chữ nhật và hình chữ nhật thì các bạn cần có chiều dài và chiều rộng. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua một cái hình chữ nhật để cho các bạn tổng kết lại cái kiến thức liên quan về hình chữ nhật nha các bạn. Đây, hình bên trái của các bạn, đây là hình chữ nhật A, B, C, D. Thứ nhất có 1 2, 3, 4, 4 đỉnh, được chưa? Thứ hai, 1, 2, 3, 4, 4 gì ạ? À? 4 góc, và những cái góc này đều bằng 90 độ. Ở lớp trên thì người ta gọi là góc vuông, được chưa? Ở lớp nhỏ thì góc A bằng góc B, bằng góc C, bằng góc D bằng 90 độ. Tiếp theo có 3, có 4 cạnh, cạnh A, B, cạnh B, C, cạnh C, D và cạnh D, D, A. Ok chưa? Đó, thì đặc điểm của các cạnh thì ở đây các bạn thấy rằng cạnh A, B nè bằng với cạnh C, D. Mình ký hiệu bằng vô để cho các bạn thấy. Cạnh A, D bằng cạnh B, C. Mình ký hiệu vô cho các bạn thấy. Khi vậy, hình chữ nhật này các bạn chỉ cần biết hai cạnh thôi, được chưa? Thì cái cạnh ngắn người ta gọi là chiều, chiều rộng người ta ký hiệu bằng chữ A hoặc là chữ gì miễn các bạn nhớ được rồi, được chưa? Tiếp tục, chiều dài người ta ký hiệu bằng chữ B, mình không nhớ nhầm hay sao à, chiều dài là chữ A, chiều rộng là chữ B đi, mình đặt đi. Các bạn nào mà có thấy khác thì các bạn nhớ gạch ngược lại giúp mình nha. Đó, chiều dài là chữ A, cái cạnh nào dài người ta gọi là chiều dài, cái cạnh nào ngắn người ta gọi là chiều rộng, được chưa? Đó, vậy diện tích hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật ký hiệu bằng chữ S nè. Đó, bằng diện tích hình chữ nhật nha, diện tích hình chữ nhật, mình viết tắt nha các bạn thông cảm giúp mình. Diện tích hình chữ nhật bằng dài nhân rộng, dài là A nè, nhân rộng là B nè, được chưa? Đây là cái công thức tính diện tích của hình chữ nhật. Khi bạn nào có thắc mắc hay là muốn mình chứng minh cái công thức tính diện tích hình chữ nhật thì các bạn có thể comment, mình sẽ chứng minh nha các bạn. Rồi, thì đã có công thức rồi, thì vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy dài nhân rộng, được chưa? Hoặc là rộng nhân dài, được chưa? Vậy mình ghi đề bài tính diện tích hình chữ nhật là, thì dài là 9 à, nhân rộng là bao nhiêu? 7 nè. Vậy 9 nhân 7 thì các bạn phải buộc phải học thuộc bản cũ chứ. Nhân 9, 9 nhân 1, 9 nhân 2, 9 nhân 3, 9 nhân 4, 9 nhân 5, 9 nhân 6, 9 nhân 7 là 60, 63. Và các bạn nhớ giúp mình đơn vị đây là đơn vị của chiều dài và chiều rộng. Thì các bạn nhớ hai hàng ngày phải cùng đơn vị các bạn mới được nhân lại nha. cm rồi. Thì vậy mình sẽ ra cm cái diện tích thì các bạn thêm cái chữ vuông giúp mình. Vuông này chính là số 2 ở trên đó. Được chưa? Rồi các bạn đáp số. Đáp số 63 cm vuông, đọc là vuông. Được chưa? Mình viết là số 2 ở trên. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, bạn nào có muốn giải thêm những cái bài tập liên quan về tính diện tích của các hình thì bạn có thể comment, mình sẽ gỡ cái đường link hay là hình ảnh cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.